tiết lộ yêu cầu dành cho khách mời trong đám cưới của Khởi My và Kevin Khánh. Ca sĩ Đại Nhân vừa hé lộ một yêu cầu về trang phục được cô dâu chú rể yêu cầu trong đám cưới của Khởi My và Kevin Khánh. Là cặp đôi rất được công chúng yêu mến, mọi nhất cử nhất động của Kevin Khánh và Khởi My đều thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Sau lễ ăn hỏi bí mật, đám cưới của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tới tại một địa điểm sang trọng của quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, buổi tiệc có số lượng khách mời giới hạn và sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt để tạo không gian riêng tư, thân mật cho đám cưới. Thiệp mời đã được chuyển đến tận tay bạn bè thân thiết như Thanh Duy, Đại Nhân. Đặc biệt, những tiết lộ hiếm hoi trong đám cưới cũng được bật mí. Đầu tiên là việc Thanh Duy là MC của chương trình, Đức Phúc là ca sĩ biểu diễn duy nhất. Và mới nhất, Đại Nhân cũng hé lộ việc toàn bộ khách mời sẽ mặc trang phục theo tông trắng. Ngày cưới đang đến gần, người hâm mộ đang rất nóng lòng được chứng kiến thời khắc hạnh phúc của cặp đôi hài hước nhất nhì showbiz.